Tuyến phố Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội đã 10 năm qua không có bóng đèn chiếu sáng, khiến nhiều phương tiện di chuyển qua đây vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vào buổi tối. Mặc dù đã được lắp đèn, nhưng do vướng mặt bằng để đấu nối đường điện, nên vẫn chưa hề có một chút ánh sáng nào. Phố Yên Lãng, tuyến phố nối từ ngã tư Thái Hà đến đường Láng, mặc dù chỉ dài 1 km, nhưng gần 10 năm nay, kể từ ngày đưa vào hoạt động năm 2013, tuyến phố này không hề có ánh sáng đèn đường. Nằm ngay tại trung tâm thủ đô với mật độ giao thông lớn, hai bên có nhiều trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị. Vấn đề này đã gây không ít bất cập cho người tham gia giao thông và các hộ dân xung quanh. Theo ghi nhận của phóng viên VOVTV, nếu không nhờ ánh sáng hắt ra từ các cửa hàng kinh doanh dọc hai bên đường hay các phương tiện tham gia giao thông, thì tuyến phố này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cũng vì thế, nhiều ngôi nhà phải tự lắp thêm thiết bị chiếu sáng. Sau 23 giờ đêm, nguồn sáng cuối cùng là những bóng đèn yếu ớt từ đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông hắt xuống. Di chuyển trên tuyến phố này, các mắt mò mẫm là việc đã quá quen thuộc với người dân. Tuy nhiên, với những người lớn tuổi, việc đạp xe hay đi bộ trên con phố Yên Lãng vào mỗi buổi tối là thử thách hết sức khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Được biết, hệ thống chiếu sáng công cộng trên phố Yên Lãng thuộc gói thầu số 3A, dự án xây dựng công hóa tuyến đường Cát Linh, La Thành, Láng, do Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013, nhưng do vướng mặt bằng, tòa B3, B2 trên phố Yên Lãng nên chưa thể hoàn chỉnh cột có vị trí đấu được nguồn điện cho cột chiếu sáng. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội sẽ rà soát và đưa ra đề xuất cụ thể cho những trường hợp này.